Ngày 15 tháng 12, Cục Hàng không đã gửi văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh giảm mức tối đa khung giá vé máy bay hàng phổ thông. Theo Cục Hàng không, trong khung giá hiện hành của Bộ Tài chính, mức tối đa giá vé hàng phổ thông trên các đường bay còn vị thế độc quyền được tính theo phương án xăng Jet A1 ở 130 đô la Mỹ một thùng với mức thuế nhập khẩu 0%. Tuy nhiên, thời gian gần đây giá dầu thế giới đi xuống kéo xăng máy bay giảm mạnh theo, Tính đến tháng 12 năm 2014, giá xăng Jet A1 tại châu Á còn 84,7 đô la Mỹ một thùng, tính cả thuế nhập khẩu 7% hiện nay, giá về đến Việt Nam là 90,63 đô la Mỹ, thấp hơn 43,3% so với phương án 130 đô la Mỹ của khung giá cước hiện hành. Với mức biến động giá như trên, cục đề nghị mức trần giá vé máy bay hạng phổ thông cần được điều chỉnh giảm 15% so với hiện tại.